Tử Vi tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, năm 2021 Tân Sửu. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tuổi Thìn mệnh mộc rất hiền lành, tài giỏi và khiêm tốn. Họ sẵn sàng lắng nghe, đánh giá, nhận xét của người khác về mình, không bao giờ bảo thủ, cố chấp. Nếu làm sai, họ sẽ nhận lỗi và cố gắng khắc phục thiếu sót của mình. Với tính cách hướng ngoại, những người này thích giao tiếp, mở rộng mối quan hệ của mình. Khi làm việc, họ có nhiều ý tưởng sáng tạo, độc đáo, khiến người khác bất ngờ, thán phục. Tuổi Thìn được mọi người yêu quý bởi sự nhiệt tình, lòng tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Những người tuổi Mậu Thìn thường rất ham học hỏi, thích khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống. Họ biết kết hợp hài hòa những kiến thức mình học được vào trong cuộc sống đời thường. Điều đó khiến cuộc sống của tuổi Thìn luôn nhộn nhịp, thú vị. Bước sang năm 2021, tuổi Mậu Thìn phạm phải phá thái tuế, mọi thứ đều không được như ý. Vừa bước qua một năm đại dịch lại vướng phải thái tuế khiến mọi thứ đều không thể xoay chuyển được. Vậy trong năm 2021, vận trình của tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 sẽ xảy ra những điều gì? Tuổi Mậu Thìn có gặp được quý nhân nào hay không? Trên con đường công danh và sự nghiệp có gặp phải những khó khăn hay trắc trở nào hay không? Con giáp có thể xoay chuyển trong năm 2021 hay không? Sức khỏe và tình duyên có những chuyển biến như thế nào? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem vận trình của tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Mậu Thìn trong năm 2021 thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Năm 2021 là Tân Sửu, tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988, tương phá với Thái Tuế, mà Thái Tuế là sao kiếp tài, tuổi Thìn là sao thương quan, tạo nên vận khí khó hòa hợp. Tổng quan năm 2021 của tuổi Thìn sẽ khá trắc trở, trong sự nghiệp bị kẻ tiểu nhân quấy nhiễu, khiến cho mối quan hệ với đối tác làm ăn hoặc anh em bạn bè bị chia cắt, gián tiếp ảnh hưởng xấu tới tài vận. Quan hệ với lãnh đạo trở nên xấu đi, đồng nghiệp không hòa hợp, nếu rủi ro còn có thể dính vào kiện tụng thị phi. Bước sang năm mới, nam tuổi Mậu Thìn 33 tuổi, dù rằng phạm phá thái tuế nhưng không đến mức đáng sợ. Người này còn được thái âm quý nhân âm thầm trợ lực nên gặp khó khăn sẽ được người giúp đỡ. Nam Mậu Thìn lưu ý trong năm cần chú trọng sự nghiệp hết sức, không nên để xảy ra những sai lầm đáng tiếc. Tuy nhiên, nữ mệnh Mậu Thìn 33 tuổi lại khác. Vận thế năm nay trắc trở, không thuận, vi phạm phá thái tuế, sự nghiệp có tiểu nhân ngáng đường, chức vị bị hạ xuống, tương lai phát triển khá bất lợi. Tài vận bị sự nghiệp kéo xuống, vận chính tài và thiên tài đều chịu ảnh hưởng. Vận tình cảm của người độc thân cũng gặp khá nhiều sóng gió, khó có cơ hội thoát kiếp cô đơn. Đào hoa trong năm nay cũng rất kém nên đừng trông cậy quá nhiều. Thay vì đó, hãy xây đắp kinh tế vững vàng thì hơn. Về sức khỏe thì nên chú ý chăm sóc bản thân tốt hơn, đặc biệt là về áp lực tinh thần. Khi đi ra ngoài, cần chú ý đường xá giao thông. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ sẽ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế. Ngoài ra, kim bài thái tuế sẽ mang lại bình an và may mắn cho gia chủ. Quý vị thân mến, để có thể hiểu rõ hơn về vận trình sự nghiệp, tình cảm cũng như sức khỏe mà tuổi Mậu Thìn sẽ phải trải qua trong năm 2021, thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết về vận trình tử vi của tuổi Mậu Thìn qua tất cả các phương diện. Đầu tiên, về mặt sự nghiệp. Sự nghiệp tuổi Thìn trong năm mới sẽ không được như ý, thường xuyên gặp kẻ tiểu nhân bị đối thủ cạnh tranh quấy nhiễu, gây rối, bản mệnh bị đẩy vào thế bị động, có thể vì nóng tính mà xảy ra tranh cãi thị phi
với đồng nghiệp. Thậm chí, rất có thể kẻ tiểu nhân chính là đồng nghiệp của bạn. Bù lại, việc học tập thi cử lại rất tốt, có lợi cho việc tiến thân thăng chức về sau. Tuổi Mậu Thìn năm 2021 có quan hệ xã giao rất kém, xuất hiện cạnh tranh, mâu thuẫn kịch liệt, thậm chí có thể khắc khẩu với lãnh đạo. Bản mệnh nên giữ bình tĩnh trong mọi tình huống, không nên tỏ thái độ quá đà, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn rất nhiều. Trong năm nay, có thể nói tuổi Mậu Thìn bị đối thủ cạnh tranh chèn ép, đồng nghiệp xa lánh. Nếu không chú ý vực lại thì rất dễ bị mất việc. Bởi vậy, tuổi Mậu Thìn cần phải thật thận trọng trong giao tiếp xã giao. Khi làm việc nên kỹ lưỡng, đừng để xảy ra sai lầm, để tránh cho kẻ ghen tị với mình có một cơ hội. Việc tăng lương trong năm tới khó có cơ hội, bạn nên tranh thủ thời gian rảnh rỗi để học tập, nâng cao kỹ năng để lấy đó làm bậc thang tiến tới vị trí cao hơn. Trong năm nay, do phạm phải thái tuế nên sự nghiệp của tuổi Mậu Thìn không phát triển là bao, luôn có tiểu nhân quấy rối và có nhiều thị phi bủa vây. Để có thể hóa giải, tuổi Mậu Thìn hãy đeo thêm pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Sức mạnh của pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp đỡ bản mệnh trên con đường sự nghiệp. Khi mang theo bên mình hàng ngày Bát Bảo Tâm Kinh sẽ giúp hóa giải thị phi, hóa giải xung khắc giữa các con giáp, tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho tuổi Mậu Thìn. Về mặt tài lộc, tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988, trong năm 2021 có tài vận không tốt, vừa dễ thất thoát tiền, vừa gặp ít cơ hội để kiếm tiền. Một phần là do quan hệ xã giao quá kém, nên bình tĩnh và khéo léo hơn. Vận tiền bạc của tuổi Mậu Thìn trong năm 2021 chịu ảnh hưởng của phá thái tuế, thu nhập lương bổng bị giảm xuống, cũng không tiết kiệm thêm được đồng nào, sẽ phải chi tiêu rất nhiều thứ, thậm chí còn lâm vào cảnh vay nợ. Tuổi này lại có khả năng sập bẫy đào hoa nên gặp tổn thất nghiêm trọng. Kinh doanh có thể bị lỗ lớn, chưa kể gia đình còn trăm công nghìn việc phải lo cho con cái, bố mẹ già. Chưa kể, tuổi Thìn nổi tiếng là chi tiền hoang phí, cần kiềm chế sở thích mua sắm của mình, nếu không bản mệnh sẽ thường xuyên lâm vào tình cảnh cháy túi trong năm nay. Vận thiên tài của tuổi Thìn cũng không gặp nhiều may mắn, dù tiến hành đầu tư cũng nhận lại ít lời lãi. Tốt nhất, bạn không nên liều lĩnh đầu tư lớn, nếu không gặp rủi ro sẽ bị phá sản. Có lẽ vấn đề chịu ảnh hưởng nhiều nhất trong năm 2021 đó là vận tiền bạc, thu nhập, lương bổng và vấn đề đầu tư bị giảm xuống rất nhiều. Để có thể hóa giải những vấn đề, thầy Gia Cát khuyên tuổi Mậu Thìn hãy sử dụng thêm pháp khí là Bát Bảo Tâm Kinh. Khi mang pháp khí này bên mình hàng ngày sẽ giúp tăng phúc, cải mệnh, tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho tuổi Mậu Thìn. Đồng thời, vòng còn có thể chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp đỡ công việc được hanh thông, thuận lợi và thành công rực rỡ. Về mặt tình cảm, năm nay không có sao đào hoa chiếu mệnh, lại phá thái tuế, sinh ra sao thương quan. Với nam nữ mạng tuổi Thìn sẽ tương khắc với bạn đời, đặc biệt là nam mạng lại có tính quá cố chấp. Người độc thân ít có cơ hội thoát ế, một phần cũng do còn bị động trong tình yêu. Nam mạng sinh năm 1988 Mậu Thìn có khả năng gặp sức hấp dẫn từ người khác giới. Bản mệnh cần phải giữ lòng trung thủy, đừng đứng núi này, đừng đứng núi này, trông núi nọ. Thái độ cần phải thật kiên quyết rõ ràng. Đồng thời, do vận thế chênh lệch nên người này cũng hay khắc khẩu với vợ con. Bản mệnh cần tránh hỏa khí che mất lý trí mà động tay, động chân với vợ con. Đã là bậc trượng phu thì cần biết kiềm chế tính cách, có mâu thuẫn thì cùng nhau ngồi lại để giải quyết. Mậu Thìn nữ mạng có vận tình duyên chậm phát triển, đặc biệt là với người độc thân. Còn với người đã kết hôn thì vận thế khá vững vàng, không gặp sóng gió lớn, gia đình khá hòa thuận cùng nhau. Tuy nhiên, cặp đôi này cũng nên chú ý chọn năm sinh con, bởi tuổi Thìn có con tuổi Sửu thì dễ khắc ba mẹ. Trong năm 2021, có thể thấy về mặt tình cảm của bản mệnh đều không có bước tiến lớn, xảy ra nhiều mâu thuẫn. Dù bạn là người độc thân hay là người đã có gia đình, để có thể cải vận tình duyên thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân hàng ngày. Khi mang theo bên mình vòng tay sẽ giúp kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của bạn trong năm. Đồng thời, vòng tay còn giúp hóa giải mâu thuẫn, giúp tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít và bền chặt. Mong rằng năm 2021, bản mệnh sẽ thoát được kiếp độc thân, sớm tìm được nửa kia của mình. Về mặt sức khỏe, tuổi Thìn và thái tuế năm 2021 đều là mệnh thổ.
thổ quá vượng khiến mộc bị tổn thương. Con giáp này cần đề phòng cơ thể bị va chạm xây sát, mắc bệnh tật hoặc tai họa ngầm. Tuổi này nên tránh can dự việc người khác hoặc không kiềm chế bản thân dẫn đến xung đột tay chân. Vậy nên, vận sức khỏe của tuổi Mậu Thìn Nam Mạng năm nay có trạng thái tinh thần rất kém. Bản mệnh phải chịu áp lực lớn nên suy nghĩ tiêu cực, dễ bị trầm cảm. Con giáp này nên thẳng thắn đối diện với vấn đề và gặp bác sĩ để trị liệu dần, hoặc có thể chia sẻ với bạn bè anh em chứ không nên giấu bệnh. Bên cạnh đó, để bảo toàn thân thể, người này cũng nên tránh xa các cuộc tranh cãi ẩu đả. Nếu không, chắc chắn sẽ khiến thân thể bị tổn hại, không nặng cũng nhẹ. Ngày thường nên chú trọng ăn uống đủ dinh dưỡng, ngủ sớm, dậy sớm, giữ cho mình một lối sống khoa học. Vận sức khỏe của tuổi Mậu Thìn nữ mạng năm nay tương đối bình thường, dù không thật khỏe mạnh nhưng ít nhất cũng không bị bệnh nặng dày vò. Tuổi 33 là một độ tuổi quan trọng, là trụ cột cho gia đình nên sẽ chịu nhiều áp lực từ phía công việc và tiền nong. Bản mệnh nên chăm sóc, bảo dưỡng cho thân thể thật tốt, biết chia sẻ việc nhà cho người khác chứ không nên chịu đựng một mình. Trong năm, bản mệnh nên chú ý đến chế độ ăn uống, tập thể dục nhiều hơn và cố gắng chăm sóc bản thân. Đừng quá chủ quan bởi những vận hạn sẽ ập đến vào những lúc bạn không ngờ tới. Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên con giáp hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn. Năng lực tam hợp khí giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, cân bằng ngũ hành, giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.